Nếu mà không có sự xuất hiện của mày thì chắc chắn anh Đặng Di đã thuộc về tao. Mày có biết không hả? Có đúng như vậy không hả anh? Đúng không anh? Hả? Có đúng như vậy không anh? Đúng. Đúng là như vậy. Nếu như không có Thanh Vân, anh và em chắc chắn sẽ là một cặp mà. Mày nghe rõ chưa hả? Mày nghe rõ chưa? Thì Kim khốn. Phải. Là tại tôi đó. Là lỗi tại tôi hết đó. Chị giết tôi đi. Giết đi. Mày Thanh Vân đáng chết. Cô im đi. Thiên Kim à, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ hãy mau bỏ Thanh Vân ra, về đây với anh. Anh hứa hai đứa mình sẽ là một cặp mà. Không phải từ lâu em đã mong muốn em là của anh sao? Anh sẽ thực hiện điều đó cho em mà. Tụi mình sẽ là một cặp. Anh sẽ đem hạnh phúc tới cho em. Anh nói thiệt à? Anh nói thiệt mà. Mau về đây với anh. Tụi mình sẽ là một cặp. Đúng vậy, tụi mình chắc chắn sẽ là một cặp. Về đây với anh. Buông tôi ra. Anh là tên khốn. Buông tôi ra. Tôi phải giết chết Thiên Kim nó à. Tôi phải giết chết nó. Thiên Kim, buông tôi ra. Bình tĩnh lại đi Thiên Kim à. Buông tôi ra. Nghe anh nói. Bình tĩnh lại đi nó. Thiên Kim, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi mà.